Chào mừng các bạn đến với phần mềm quản lý khách sạn Easy Cloud Hotel. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về chức năng kết nối khóa từ Adele trong phần mềm. Trên màn hình sơ đồ phòng, các bạn chọn cài đặt, chọn cài đặt hệ thống, kết nối thiết bị, tải xuống phần mềm kết nối. Kích hoạt chế độ kết nối khóa từ Adele và lưu lại. Khi đã tải phần mềm về máy, các bạn chọn mở file và chạy chương trình cài đặt. Chọn Next để bắt đầu cài đặt. Chọn thư mục cài đặt phần mềm và chọn Install để cài đặt phần mềm. Quá trình cài đặt có thể diễn ra trong vài phút. Cuối cùng, các bạn chọn Finish để hoàn thành công việc cài đặt. Tiếp theo, các bạn khởi động phần mềm kết nối khóa từ, nhập tên máy chủ và kết nối với database. Chọn Init. Sau đó đưa thẻ vào máy, đọc thẻ và bắt đầu sử dụng. Đầu tiên, các bạn chọn một phòng. Chọn khách lẻ. Nhập thông tin khách hàng. Chọn nhận phòng. Xác nhận có nhận phòng và tạo thẻ. Nếu chỉ nhận phòng mà chưa tạo thẻ, các bạn bỏ chọn dấu tích và chọn nhận phòng. Hệ thống thông báo đã tạo thẻ thành công. Đối với các phòng đã đặt hoặc check-in mà chưa tạo thẻ, trên màn hình sơ đồ phòng, các bạn chọn phòng, chọn tạo thẻ. Hệ thống thông báo tạo thẻ thành công. Tiếp theo là chức năng đọc thẻ. Để biết thông tin phòng của thẻ, các bạn đưa thẻ vào máy và chọn đọc thẻ. Trên màn hình là thông tin phòng, chọn để xem chi tiết phòng. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chức năng kết nối khóa từ Hun trong phần mềm quản lý khách sạn Easy Cloud Hotel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.